đồng bỗng chúng ra đàn duyên. Thiên tiên cung thịt ngoài đệ nhất thiên tiên, tặng phong chế thắng sẽ làm đi đường. A Di Đà Phật, nô nương xa nghiệp pháp rơi mong vật chư Phật hài ông tất ra văn tỷ sư kết tụng vật thành ý phương vật chư Phật tuyệt toàn thân. Nam mô nhân vật cái Bồ Tát Ma Tát Bạc Bồ nhân vật cái Bồ Tát Ma là thánh gia tiên yêu tiên na công tịch mời mẫu đệ đi yêu tiên tích xưa sinh thành nga trên đền đi đông qua rồi đêm chân nhang phân gọi xuân tiên thương đề tử tiền thành tiền tạng kim nô vong quanh các nhân thân phương tích vượt xa dù biến đạt tiêu tài chi năm đầu nhân cũng rằng bồ tát ma tát năm nô nhân cũng rằng bồ tát là thánh gia đệ tam thánh tiên na cũng thịt người thanh mẫu đệ tam sức lân long nữ đi giáng tiền thì thoại cũng a di đà phật nô nhân xa thành ý phương ngất chư Phật tiệm hoàn thân. Nam mô nhâm cung rằng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô nhâm cung rằng Bồ Tát Ma Tát. Sẽ là thánh gia văn có quân thật chặt chẽ, văn có quân thật đi ích linh chắc giang đi sẽ ra năm phương đi năm yêu rõ ràng cũng phương tăng cảnh đi được hưởng lòng người nhiều hơn.
còn xưa. Phút biến đi về nơi bàn cành nghề say cô nàng tỷ nữ giấc hoa riêng ngài bán nhau xài thank you.
đôi nơi
thiệt chư tướng đi đáo lai độ trình tả sai binh bộ binh tùy hiện sai binh mã ra đi ẩn mật cờ thần chấn ở trung tâm. Thank you.
hạt mình nắng đôi cơ trời là đại hạt nắng lối nghi tiểu quán đi đào vũ bộ thôi đi sợ dần
sắc phong tôn quan đề nghị đừng anh tài quốc sĩ vô song vẻ vang mắt phượng dấu rồng sung y tuấn 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 huy phong khác thường chốn sơn lâm hùng cường uy vô linh sắc rồng cái từ nam thiên phong tòng vân mệnh cửu thiên thanh sơn bích đồng chứ mọi miền toàn ca thần thông chi dùng ai đương ngự trên hắc mộ uy cường đi mây về gió bốn phương độ người là thanh giá người cường sức sáng biên na danh ngân lai la đi đồng phật hồng sáng dạng nam định thank you.
chiến ý nghĩ tông thịnh vương quan tông thịnh đức vương quan thần đệ tử này phải tâu y văn văn chỉ sự thích nghi để tâm mà hoàng quan thơ phú ầm ầm nổi dậy sóng bạc đầu lướt tới không lớn để tam về cho tới đền đây nước về đổ sông biết biết xanh xanh trình ra biên dành ngần đôi sờ bạc anh vẫn hồng soi dạng cho nam mình là con vua thì quốc đông đình để tam thái tử giáng sinh ngôi đền rộng bẩm sinh thần từ chất dung nhà cùng thịnh mời thái tử đề tam phú phương diện bảo dung nhan đẹp khác thường điền đường thủy phù chân chân nam minh quy đủ bốn phương uy gia chấp chấp chính chính kỳ cương cầm cầm cất đầy một sửa xa con đời
sống thâm canh chiên vang anh ỏi đốt sạch và chồng đổ dư sẽ là thánh gia rồi rồi sắc dân bán phong quyền quan đệ tử uy hùng nghề dậy vang mười phương đi trên rồi dưới đất đi quản đi thông mờ chi đạo luật nề đi thiền xa cầu đem bắc sông vân vân hà liền hạt tinh nga tú bày ra y ngang rời
cùng quan bắt đầu. Sống bệnh người trần gian nghe lão ông xem đi. Trần gian con hiếu thuận thảo hiền tu nhân tích đức ý. Ông lân chép thank you.
khâm mi ban, khâm ban sắc tương ni chân linh linh giang chân linh linh giang thiên vạn cổ y anh nghe linh bao phen đắp lũy xây thành dòng nước sông tranh đêm ngày xiết sông bạc đâu quần dây về chúng con nhớ ơn người tráng sĩ lập công đầu ngàn năm ghi nhớ quan tuân người tài cao ngựa chiến sông còn lưu truyền thắng tích lập ngôi đền kỳ công nhớ lại lúc oan khiên dù cho vật vật đồi sao rời trắng trắng đen sáng tỏ bạc và mãi lưu danh
nông mờ lượng hai hà, độ cho con nước nhà nhà được hưng lòng mình. Họ phạm nguyện giữ lòng trong sáng, xa mỗi ông đi chẳng dám đơn sai. Xin ông hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt được biển tai đi đường. Chầu thôi lại trở ra đi, cưới tướng bạch hổ nên chầu thượng.